Người ta nói 70% cơ thể là nước, nhưng chưa ai nói bao nhiêu phần trăm là nước bẩn. Bạn thấy nước lọc, chúng tôi thấy nhiễm độc. Bạn thấy trong suốt, chúng tôi thấy đầu buốt. Bạn thấy tinh khiết, chúng tôi thấy đáng tiếc. Nước không thể lọc bằng mắt thường, nước phải lọc bằng Daikyosan. Daikyosan, vững tâm uống nước.